Ở cái cõi này á, nghe không? Nó có cái buồn, nó mới thật sự muốn sanh cực lạc. Có những lúc mà nó quá vui, nó làm cho mình quên chuyện giảng sanh. Tuy là mình chúc thường vui, nhưng mà thật sự nó đâu phải vui hoài đâu. Nghe không? Lâu lâu mình phải chúc nó buồn. Nên quý vị tu hành nhớ kiểm qua cái tu hành của mình mà sanh duyên sanh phước mình dễ biết lắm. Những cái mà tâm sanh ra mà biết mình tu có duyên có phước nè, một là mình trong tâm thấy bình an, hai là bản thân của mình đi đâu cũng thấy vừa lòng vừa ý, ba là mình không có buồn trách ai để trong tâm, bốn là con người mình sống trong cuộc đời này dù ngày mai trời có sập xuống mình cũng thấy bình thản. Đó. Đó là cái mà vì tu hành mà sanh duyên sanh phước đó, thấy không? Sanh đức rồi đó. Còn nếu như mà mình thường cứ thấy trong lòng nó nao nao, nó buồn cái gì, nó lo cái gì, rồi mình sao mình thường thấy người ta giả dối với mình không, thấy người ta gạt mình gì đâu không, thấy người ta không có thật. Hoặc là người ta dùng phương tiện tốt cỡ nào mình cũng nói người ta xạo, người ta giả, là mình biết rồi đó. Mình biết duyên phước mình bị si đó. Nên cái người mà sống trong chùa, mà mình sống chung với nhau, sống với người tu với nhau, mình ưa nhìn được mình. Mà mình có khi mình thấy người ta quá khéo léo dùng phương tiện, mình bên cạnh mình lại thấy người ta là giả dối, đó là biết duyên phước mình bị si. Nếu như mình thấy người ta làm gì mà mình phải nhìn nhận để học theo, giúp cho người khác được vui, mình đâu có chi cầu gì đâu, vậy thì duyên phước mình nó tăng. Duyên phước mình nó tăng. Khi mình sống với nhau lâu mình ưa nhìn lỗi nhau. Vì thấy khi mà hai người mới yêu nhau nó nhìn tốt nhau không? Nhưng về nó sống chung một nhà nó lại nhìn lỗi nhau. Phải không quý vị? Nó. Đó, cái này gọi là si phước á. Si duyên mà si phước. Còn nếu như ở xa xa mà tu học chung thì thấy đẹp lắm. Nhưng mà đến gần nhìn xấu quá. Nó. Cái này mình tu mà sanh ra cái si duyên si phước. Rồi lâu ngày mà nó không điều chỉnh lại, si tiểu. Nó, mà nó si tiểu rồi nó sanh si thận. Nó si tùm lum. Chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị. Đó. Bởi vì mình cố gắng mình sanh duyên sanh phước, đừng có si. Mình mà si duyên si phước là nó si thận si tiểu. Nó si thận rồi nó đi tiểu hoài. Thì quý vị coi đâu có tích tụ nước được đâu mà cơ thể mình hồng hào, khỏe mạnh. Nghe không quý vị? Nó giống như cái bồn nước mà nước nó chảy hết thì có nước đâu uống. Phải mình nó chữ nước được. Có những lúc nào mình xả cặn thì mình xả. Chứ lúc nào mà nó cũng xả ra hết thì còn nước đâu trong bồn mà uống. Nghe không? Nên chúng ta phước tạo ra phải có cách để giữ gìn. Mà cái cách giữ gìn hay nhất là phải nhớ Phật niệm Phật. Trong kinh Phật nói, cái nghĩ và cái làm của con người cõi ta bà này là tạo ác nghiệp. Thấy không? Vì nếu ai nghe Hòa Thượng không giảng, Ngài có nói câu này mà. Ngài nói trong kinh, cái nghĩ của con người cõi ta bà này thường tạo ác nghiệp. Thường là tạo tam đồ. Cái nghĩ, cái làm của con người cõi ta bà này thường nghĩ là thường tạo nghiệp tam đồ. Tại vì sao? Mình ưa ích kỷ nhỏ mọn lắm. Mình ưa nghĩ cho mình có nghĩ cho người ta đâu. Nên mình tạo nghiệp tam đồ. Nên mỗi ngày mình dùng cái nghĩ Phật, niệm Phật là tạo cực lạc Tây Phương.
Nên niệm Phật còn gọi là vạn đức. Vì sao? Vì cái công đức của Phật là viên mãn, gọi là vạn đức, chữ vạn là viên, viên mãn. Nên từ nơi đó mà nghĩ Phật, niệm Phật là vạn đức. Bây giờ mình có nói hay cái gì chăng nữa, nó cũng là có cái nhân của tam độ. Chỉ là chúng ta phân tách ra để mọi người thấy cái bệnh của mình. Phật Pháp á, là giống như chúng ta bày ra, bày ra để mình thấy coi cái bệnh của mình chỗ nào. Nó bày ra hết để thấy cái bệnh chỗ nào. Nó giống như cơ thể của người mình thì thường bận đồ, thì bản thân mình không có thấy được nó nổi một ghẻ chốc hay lát gì lắm. Nhưng mà khi quý vị mà cỡ đồ hết, bị tắm, quý vị sẽ thấy cơ thể bị vì không biết nữa thôi. Nên hôm nay chúng ta có bài học tập gọi là đúng sai tự biết. Đúng không? Đó. Giờ đúng hay sai mà bản thân mình còn không nhận thức biết nữa, kêu ai biết cho mình. Vì mình tạo thiện duyên hay tạo ác duyên thì bản thân mình không biết nữa thôi. Như bản thân của mình mà một ghẻ hay lát hay một u, một nhọt, mình không biết nữa thôi. Mình là như thế nào là mình biết mình ở trong cái đó nó vậy đó. Bản thân mình không biết nữa thôi, thật sự quý vị. Mình là biết mình hơn ai hết. Vì thì mình không biết cái tâm mình á, thì thôi. Nó, nên tổ sư nói rằng, người tu đạo mà không biết chính mình thì học đạo vô ích. Bản thân mình mà không nhìn ra được chính mình, học đạo vô ích. Nên Lục Tổ Huệ Năng ngày nói rằng, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn với ngày nói một câu: biết người, hiểu người thì chỉ có thông minh, mà nhìn được mình mới là trí tuệ. Mình cứ đi nhìn lát của người ta không, ghẻ của người ta không, một nhọt của người ta không, mụn của người ta không, mắt một mí là mũi xịp, miệng rộng hô. Mình đi nhìn người ta thì hay lắm, nhưng mà mình không chịu nhìn lại mình, có mình có cái mục gì ở trong cái nhìn của người ta được không? Mình nhìn thấy người ta, mình xem lại mình có cái loại gì ở trong cơ thể của mình, thì mình thấy được là bản thân của mình nó cũng có, chứ đâu phải không có đâu. Nhưng mà mình tối ngày mình đi tìm nhìn soi bói người ta không? Mà cuối cùng mình đi lụm ghẻ lát của người ta mà đắp vô người mình, cái này mới ghê, nguy hiểm. Không, những cái điều mà những đức truyền tải văn tự quý vị, tuy nó không có trao chút, không có hay, nhưng quý vị mà nghe thật là kỹ nghe, rồi quý vị sẽ thấy nó xác thực để áp dụng. Đó. Nên á, bây giờ có những người ta nghe những đức chia sẻ Phật Pháp, người ta ưa mà kiểu mà so sánh những đức với thầy Pháp Hòa. Những đức thấy mình cũng hãnh diện ghê. Thầy Pháp Hòa thì thầy dễ thương, đẹp, nói chuyện nhỏ nhẹ, vui vẻ, quá dễ thương rồi đúng quý vị. Còn mình thì quá dễ ghét. Từ nơi đó mà hai bên nó mới ngang nhau được, nghe quý vị. Đó, nên họ so sánh, nó nói ông thầy Đức ông giảng pháp đông chứ, thầy Pháp Hòa mà chịu gì Việt Nam một cái còn đông hơn. Nào, những đức khuyên quý vị, quý vị mà nếu là người nghe pháp mà thông minh, không có ai mà đem cái bình luận một người nào đó vô cái bình luận một người đó đâu. Người đó mới là người thông minh, người đó mới là người thật sự đệ tử ngoan biết nghe pháp. Đúng không? Thí dụ như bây giờ quý vị nghe những đức giảng pháp rất là vui, rất là thích nghe, vì đừng bao giờ đem cái bình luận tên của những đức vô cái bình luận của người khác, vì cái đó là nhân duyên của người ta chứ không phải nhân duyên của những đức. Nên trong nhà Phật có câu nói hay lắm: thà làm động nước ngàn sông chứ đừng nên động tâm người tu niệm. Người ta đang tu tập với cái pháp đó, mình không có xen vào. Người ta đang thích nghe người đó, mình không có chen vào, thì sanh ra cái ác duyên, ác nghiệp. Không có đúng. Người học Phật vậy đó mới là người thông hiểu. Ví dụ như mình thích nghe pháp người đó, mình tham khảo người này thì mình nam mô với Đà Phật thôi. Chứ mình đi nói ra gì chứ, để cho cái nhân duyên mà cái người nghe pháp, cái người này nhiều quá, người ta không thích mình, ta ghét mình thì mới làm gì. Đó. Những đức không có trách quý vị, mà những đức giải thích cho quý vị nghe đó.
Anh sẽ giải thích cho vị nghe để vị khôn. Dạ. À, thật sự người ta nói khôn hơn cạn tiếng. Mình chỉ là nghe thôi mà mình đi chen này chen kia làm chi. Dân ở Việt Nam mà không biết thương Việt Nam. Nghe không? Đó. Nên cái ao, cái hầm, cái hố, cái sông của Việt Nam mình nhảy vô mình tắm nó dễ. Chứ mình chạy qua bên nước ngoài mình tắm khó lắm. Hiểu không? Dù nó có ngon cỡ nào thì nó cũng ở phương xa thôi. Chỉ là nói này kia thôi chứ làm sao gần bằng mình. Nghe không? À, nhưng mọi cái chúng ta có sự tham khảo để học tập. Đó là những đức chỉ, là chỉ những nhân viên Phật tử mà biết những đức chỉ, vì đừng có làm cách đó. Còn Phật tử của ai làm sao chuyện của người ta. Nhưng những đức chỉ, những người hữu duyên ngồi đây và những người nghe những đức chia sẻ Phật Pháp á, đừng bao giờ nghe những đức thích, những đức quý, những đức mà đi đem cái bình luận vào cái bài giảng của người thầy khác. Nói thầy giảng sao bằng thầy đức, nói tầm bậy. Nói kiểu đó là những đức không thích rồi đó. Người ta công người ta giảng một bài Pháp cho mình nghe. Mình nghe xong mình tùy hỷ Nam Mô với Đà Phật. Thấy không? Đó. Còn cái nhân quả gì thì cái chuyện của người ta. Hay là người ta lừa bịp gì chuyện đó người ta. Trắng là trắng, đen là đen. Giấy không thể nào gói được lửa. Thấy không? Cái đúng cái sai tự mình biết. Tu thật tu giả bản thân chúng ta tự mà biết. Đúng quý vị. Đó. Ví dụ bây giờ chúng ta đông người gì, chúng ta đâu có dối người ta hoài được quý vị. Nên thật sự mà nói dối từ từ với cái dấu đầu cũng lòi cái đích này. Tí lòi đuôi mà nó lộn. Quý vị coi công nhận không? Dấu đầu thì lòi đi lòi đuôi. Em không lẽ bây giờ quý vị bịch là hết. Sao thở? Nên từ nơi đó đó, thật là thật, giả là giả thôi. Chúng ta chân thật thì tự người ta cũng sẽ biết thôi. Ví dụ như mỗi thầy có nhân duyên khác nhau. Thấy không? Đã là chia sẻ Phật Pháp thì mỗi người có duyên. Duyên dày hay là duyên mỏng thôi. Chứ không thể nào mà không có một chút duyên. Không lẽ giờ giảng Pháp không có người nào nghe? Nó cũng có. Bây giờ quý vị coi một cái người mà giảng Pháp có tào lao nhất thì chăng nữa cũng có người ta coi nữa. À, cái đó cũng là duyên mà là ác duyên. Giống như có cái ông mà lúc trước ông ăn mặn á, ông cầm thịt đồ ông ăn được không đó, ông bị bắt rồi đó. Vì con người ta coi ông cũng đông quá trời luôn mà ta lỡ tới chùa ông ta đem đồ ăn mặn cho ông ăn đó. Thấy chưa? Tại vì cái nhân duyên ông gieo với người ta làm gì thì người ta gieo lại. Đó, nên mỗi người đều có duyên hết chứ, ngộ đó vị ơi. Nó rõ ràng là tố nào theo tố nấy à. Thấy không? Gà thì theo gà mà dịch thì theo dịch à. Nên từ nơi đó mà mỗi người nó có nhân duyên khác nhau. Thí dụ như những đức là người hoạt bát vui vẻ thì cái người đa phần nghe những đức là cái người thích hoạt bát vui vẻ. Thấy không? Những đức không có cao xa thì quý vị nghe những đức quý vị hình thành ra không có cao xa. Những đức thì thí dụ như không có thích bắt bẻ này nọ thì quý vị nghe những đức lại vị sẽ không có bắt bẻ này kia. Rồi những đức ít bao giờ giận hờn ai để trong tâm thì quý vị nghe những đức viết là quý vị Iran quý vị không có buồn giận ai để trong tâm. À, nó vậy đó, nó hình thành. Tại vì người ta truyền tải văn tự nên mình nghe văn tự là mình hứng. Hứng đó quý vị, hứng văn tự. Thì bây giờ hứng như nó lọt vào chủng A lại giao thức của mình. Thức thứ 8 là chỗ chứa. Nó chứa ở trong đó thì nó chứa đến lúc thì nó mới sổ ra. Giống như vị ăn vào thì nó phải ra chứ làm sao. Thấy không? Đó. Cái truyền tải văn tự của mình nó không phải là Phật học mà nó là văn tự nhân sinh. Nó đã là nhân sinh, là nhân sinh là con người sinh. Nên con người bình thường sinh ra văn tự đơn giản. Còn cái pháp Phật học là Phật học là từ cái giáo pháp của Phật. Nên người ta sanh ra cái văn tự của Phật Pháp nó, có khi nó cao siêu. Mà cái cao siêu đó có khi đến khi mình lãnh ngộ một cái là mình già chát gần chết rồi mới lãnh ngộ. Còn nhân sinh là nó làm cho mình dễ lãnh ngộ. Mà truyền tải Phật Pháp mà từ ra cái văn tự của nhân sinh thì cứu nhân sinh nhanh hơn. Nghe không? Đó. Nên Ấn Tổ có một công đoạn, Ấn Tổ thì nói một câu đó. Kinh giáo của Phật bây giờ cứu chúng sanh không kịp.
Quý vị biết vì sao? Vì con người ta không hiểu, cứu không kịp. Nó đọc kinh trì chú cứu không kịp. Nên Ấn Tổ ngày khai xướng cái việc nhân quả, Ấn Tổ ngày nói là học nhân quả còn quan trọng hơn luân lý đạo đức. Ấn Tổ ngày nói mà. Nên ngài đề xướng Liễu Phàm Tứ Quân, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư, toàn là những cái quyển sách đó, là những cái câu chuyện nhân quả nằm trong á. Khi đọc nhân quả để xem lại mình. Nhưng mà giờ những cái câu chuyện đó con người ta không đọc luôn, mà đọc có khi con người người ta lại nó thấy không giống nó, nó kỳ cục vậy. Bây giờ phải cần nói văn tự nhân sinh luôn, cái văn tự mà nói là đầu đích luôn á. Nó rõ ràng, đầu là cái đầu, đích là đích, đuôi là đuôi, chân là chân, tay là tay. Nó rõ, con người bây giờ nó phải vạch rõ luôn. Tại vì cái thời gian của mình ngoài đời, quý vị quá bận rồi, bị bận cái chuyện suy nghĩ nhiều quá. Nên cái truyền tải văn tự bây giờ Phật Pháp á, là giúp cho quý vị dịu tâm, làm cho đầu óc quý vị nó nhẹ lại, nó không bị căng. Còn bây giờ đi lại đây mà những đức nói còn văn tự Phật học á, thì làm bị căng. Ngồi với vị sẽ đắn đo suy nghĩ, khi bị nghe thì gương mặt quý vị nó sẽ bị nặng, làm gì? Khi nghe một chút chừng tiếng đồng hồ bắt đầu là bức. Đó, đứt dây thần kinh, điên. Nên nhiều người ta học Phật mà có những người ta bị điên là vì sao? Vì người ta đắn đo suy nghĩ. Người ta suy nghĩ đó, người ta hỏi lại, lúc chưa sinh ra ta là ai? Khi sanh ra rồi ai là ta? Cứ ngồi suy nghĩ vậy. Ngày xưa người ta đọc cái câu vậy người ta lại giác ngộ, ta đi tu. Còn bây giờ mình đọc viết mình bắt trợn luôn, mình không biết được cái gì luôn. Bây giờ tu tịnh độ, ta là ta, ta hôm nay đang như vậy, ta hôm nay đang sân si, ta hôm nay đang vui vẻ, ta hôm nay đang nặng nề, ta hôm nay đang nhẹ nhàng. Biết mình ta là như vậy thôi, chứ những cái việc quá khứ xa vời chúng ta không có nghĩ ra được nữa rồi. Nó còn người ta tu có pháp khác là người ta phải hiểu biết được cái việc ta từ đâu đến, chết đi về đâu. Bây giờ mình biết mình đang ở đây, niệm Phật chứ gì cực lạc vậy thôi. Chưa đó, ta biết ta đang cừ, ta có thật sự cừ hay không? Đúng không? Mình không biết mình nữa thôi, mình đang thật sự mắc cừ. Đã là mắc cừ thì mình phải cừ, còn nếu chưa cười được thì cừ gượng cừ gạo, cừ gượng cừ gạo giết thành cừ thiệt đó. Chưa thấy không? Nên mình hiện tại là mình phải biết mình đang ngồi đây đang nghe pháp, rồi đang sẽ tu hành, sẽ niệm Phật, sẽ vui vẻ. Sao biết mình là vậy thôi, chưa qua một đời mình còn chưa biết cái gì đó. Nên đừng có nói cái xa vời. Nên quý vị về đây học Phật, nghe những đức chia sẻ Phật Pháp là một tuần lễ quý vị về đây để quý vị dịu cái thần kinh quý vị trong một tuần ở ngoài đời, bận tâm nhiều thứ quá. Đó. Về đây giống quý vị buông xuống vạn duyên. Ở ngoài đời quý vị bận tâm bù đầu bù cổ như bà điên. Nha. Mình vô đây mình buông xuống thì giống bà tiên. Bây giờ vậy là thấy được rồi. Nên quý vị nghe vậy quý vị thấy nó nhẹ nhàng cái tâm trí của mình. Rồi bây giờ quý vị vô đây quý vị ngồi, quý vị có thể tỉnh cũng được, quý vị có thể ngủ gà ngủ gật cũng được, quý vị nằm tại chỗ ngủ cũng được, miễn làm sao mà quý vị như bà tiên là được rồi. Được, lại cho thoải mái chứ thôi quý vị. Ví dụ như ngồi xích bằng đau chân thì mình đưa hai chân lên, xích bằng nó đau chân thì mình đưa hai chân lên, đưa hai chân lên mà nó vẫn còn đau thì mình thẳng hai chân ra, mình thẳng hai chân ra rồi mà vẫn còn đau mình co hai chân lại, mình làm sao thấy nó an lạc, nghe không? Tại vì mình ngồi hoài đau chân thì mình phải thẳng chân ra chứ làm sao? Đó, nên quý vị biết rằng miễn làm sao mà quý vị thấy nó vui, thấy nó tự tại. Có nhiều người nói ông nhà tế công giảng pháp thì vui thiệt, nhưng vui thôi chứ nó không thấy Phật Pháp gì bên trong.
Vậy như Đức hỏi vị Phật Pháp là cái gì? Vị cũng không biết Phật Pháp là cái gì. Phật Pháp á, nó làm sao không biết, nhưng mà nó làm cho người ta vui, an lạc. Như vậy nè, phải chi mà quý vị ở đây á, mà những đức cho vị nhậu nhẹt, ăn thịt chó, thịt heo, rồi á, những đức đi đủ quý vị động phòng, thì đó là cái việc nó không có Phật Pháp. Còn quý vị đi về đây là quý vị nghe những đức chia sẻ Phật Pháp, quý vị ăn chay trường, vì niệm Phật, mà quý vị lại vui, vậy là pháp vị chứ gì? Đúng quý vị? Nó về chùa mình đang nằm ngủ chặt chội đồ này kia đông đúc, vì mà ta vẫn thích gì vậy thì đó là pháp vị. Nên phân tích rất là dễ hiểu. Ví dụ như quý vị đi đến một cái nhà hàng quán ăn, quý vị đi du lịch, quý vị đi chỗ này chỗ kia chơi, quý vị vô quý vị ăn uống đồ, quý vị nằm nghỉ ngơi đồ, thấy không? Hoặc đi với bồ bịch đồ này kia, quý vị vui cũng là vui, nhưng đó là thế gian vị. Nó còn cái này, vì đi đến đây bị ngồi nghe pháp, ngồi niệm Phật, rồi bị ăn chay, nằm ngủ thì chặt chội mà bị vui, đó là pháp vị. Mà cái truyền tải Phật Pháp thì nó có nhiều cách truyền tải. Có những người thì người ta dùng văn tự Phật học, có những người thì người ta hạ văn tự Phật học xuống thấp lại, người ta chuyển sang cái văn tự mà gọi là nhẹ nhàng nhất, rồi lý giải rộng ra cho người ta. Thí dụ như trong kinh á, quý vị tụng thì đâu có hiểu đâu, nên càng giảng kinh, nó đọc một đoạn kinh người ta giảng ra công đoạn ra áp dụng vào cái cuộc sống quý vị. Thí dụ như bây giờ người ta đọc một đoạn kinh đi, thí dụ như bổn nguyện siêu thắng, thí dụ người ta đọc vậy đó. Thí dụ không lẽ nói bổn nguyện siêu thắng là cái gì? Không lẽ vì nói cái thế giới cực lạc ở trên thì nói cũng được đi, nhưng mà người ta thấy nó không giống người ta, nên dùng cái bổn nguyện siêu thắng để độ sanh, và bản thân mình nương vào bổn nguyện siêu thắng để mình niệm Phật cầu sanh cực lạc. Giải thích ra quý vị, đúng không? Đọc một đoạn kinh, đọc kinh ra, nhìn vào cái hội chúng đang cần cái gì. Tại sao người ta phải đọc kinh? Vì người ta đọc đoạn kinh người ta giảng là để người ta giảng chứng thôi, chứ không phải là đọc đoạn kinh quý vị giảng theo trên trời dưới đất. Có nhiều người á, người ta đọc một đoạn kinh người ta giảng, người ta không có biết công chúng dưới đó là ai chứ, mà người ta chỉ lo thao thao bất tuyệt người ta giảng, cuối cùng người ta tự nghe luôn. Còn dưới đó không biết cái gì, nghe hoài cũng không biết cái gì. Còn cái người mà giảng pháp hợp lý hợp cơ á, là khi người ta đọc một đoạn kinh người ta nhìn mình ở dưới mình là ai chứ, ta nhìn người dưới đây lùng lé hô súng thì sao, để người ta giảng ra cho lùng lé hô súng nó nghe, vậy nó phù hợp công chúng. Nên tại sao mà người ta đi chích lục kinh? Tại vì cái đoạn kinh này nó phù hợp nhân sinh. Còn cái đoạn kinh nào nó cao siêu quá mình không có đọc qua, hoặc mình không có dẫn chứng, vì mình dẫn chứng mình giảng cao quá làm sao người ta nghe, nên mình mới chích lục cái đoạn kinh mà phù hợp nhân sinh. Mình đọc cái đoạn kinh phù hợp nhân sinh, mình giảng cái cuộc sống nhân sinh để cho người ta nghe. Nên giảng pháp là để cho người ta nghe, chứ không phải là giảng pháp cho Phật nghe. Phật đâu có cần nghe, hiểu không? Nó giảng pháp cho chúng sanh nghe. Nên Đức Phật Ngài trí tuệ, Ngài đưa ra cái căn tính nào tu pháp nào. Ngài nói thờ Ngài còn tại thế thì lấy giới lực để tu hành chứng quả, còn qua 1000 năm sau thì thiền định, rồi tới trì giới cũng chứng quả. Thờ mạt pháp thì Phật kêu mình dùng cái pháp niệm Phật này để vào cái việc mà trì giới và thiền định, rồi được Phật Di Đà rước là chứng quả. Thấy không? Quý vị thấy cái thờ Đức Phật đó, nghe quý vị trì giới, quý vị chứng quả hiện đời luôn, chứng tứ quả hiện đời luôn, quả A La Hán. Qua 1000 năm sau người ta tu thiền định, người ta cũng chứng quả A La Hán nữa đó quý vị. Chứng quả A La Hán nữa đó, vẫn là có khả năng chứng được tứ quả hiện đời luôn. Nhưng mà quý vị thấy cái thờ mạt pháp của mình, quý vị thấy không, yếu đến mức mà mình không có chứng quả được, mà mình phải nhờ Phật A Di Đà đến để nắm tay dẫn đi. Đó, biết rồi. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài mới nói cho mình nghe, nói này là những đức nói lại, hiểu chưa, nói để cho phù hợp cho quý vị thấy thích á. Nè, chứ quý vị kiếm trong kinh nào mà Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rõ gì? Nhưng mình phải biết cái ẩn ý của Phật. Mình là đệ tử của Phật, mình phải biết cái ý của Thầy nghĩ sao chứ. Hiểu không? Đó.
Nên Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói này các con, các con á, phải biết cái căn tính các con trong cái thời mạt pháp này. Hai cái căn kia là người ta có thể hiện đời, người ta tự chứng quả, tự giải thoát. Còn tới cái thời mạt pháp này các con không có khả năng mà tự các con chứng quả như hai cái căn đầu tiên kia đâu, mà ta phải đích thân đến, đúng không? Mà bây giờ ta chỉ điểm cái thế giới cực lạc, mà Đức Phật A Di Đà Ngài phát cái nguyện đó rồi, mà ta đã chỉ cái nguyện đó cho các con là khai thị cái pháp Di Đà, để cho các con tu cái pháp Di Đà. Rồi Đức Phật A Di Đà Ngài đã hứa rồi thì Ngài sẽ đến, Ngài sẽ đến, rồi Ngài đưa tay, các con chỉ cần đưa tay thôi là Ngài nắm tay các con à, Ngài dẫn đi. Thấy không? Còn nếu như mà các con mà tự đi, coi chừng các con đi lạc á, đi tầm bậy á, đi lạc lối, nghe chưa? Nên Phật A Di Đà Ngài quá từ bi, Ngài muốn chắc ăn nhất là Ngài phải đến, Ngài nắm tay, Ngài dẫn đi. Các con cứ ngoan ngoãn đi, đưa tay ra cho Phật A Di Đà nắm dẫn đi thôi là được rồi. Thấy không? Đó. Vậy là được rồi. Mình muốn làm chuyện cao xa làm chi? Có nhiều người nói không, tự tôi đi, tôi chuộng phu tự đi, không ai mua ai dẫn hết chứ. Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói này con, con chưa có được chiếc áo giáp ở thế giới cực lạc, con chưa phải là bậc chuộng phu thật sự đâu. Con nên hạ mình xuống chút xíu đi, theo Phật A Di Đà đi. Mà theo Phật A Di Đà đó là quá hãnh diện, hạ mình gì? Sao mình so sánh với Phật được? Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Bậc Đại Bồ Tát, 41 vị đại sĩ ở Hoa Tạng, Bậc Đại Sĩ mà còn niệm Phật cầu sanh cực lạc, mà con là cái con người ở cõi ta bà này nó bèo cỡ nào? Nó bèo hơn bánh bèo nữa. Con bèo hơn bánh bèo mà chở ế buổi chiều nữa, con hiểu chưa? Vì mà con còn không biết hạ mình để niệm Phật cầu sanh cực lạc, con muốn làm thầy hay hả? Muốn làm thầy hay hả mày? Thấy chưa? Mày biết bao nhiêu đứa làm thầy hay nó bị gớt xuống tam đồ chưa? Thì giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài dạy ngon ngọt mà không nghe, chứ Ngài phải dùng mạnh mẽ. Nên mới nói là từ bi là dịu dàng, còn trí tuệ là mạnh mẽ. Tao đã nói cho mày nghe bao nhiêu lần, cãi lời tao. Bao nhiêu đứa đi xuống tam đồ ác đạo chưa mà mày cãi? Niệm qua cho tao. Dạ, con nghe lời. À, nó dẫn dắt mấy câu chuyện gì nó đâu có đơn giản quý vị. Nó phải diễn dữ lắm, không có giỡn đâu, thấy không? Nó, nên mày khổ bao nhiêu năm nay mày biết, mày có chồng thì kêu chồng gì, mày đẻ chữa khổ cỡ nào chưa? Học được một chút xíu văn tự mày cho mày là hay. Kinh giáo của Đức Thích Ca Mâu Ni giảng 49 năm bao nhiêu kinh giáo gì, mày lãnh ngộ nổi không? Không phải không? Mày cố gắng mày đọc, mày lãnh ngộ, mày chưa lãnh ngộ được mày già mày chết rồi. Mày chết xong mày mê hoặc, khi mày kết ấm liền rồi tức khắc là nó mất thăng. Mà biết chừng nào có thăng? Từ nơi đó nghe lời dạy đi, niệm Phật đi con. Đó. Đó. Thường nhớ Phật, niệm Phật đi con. Mày nhớ thầu lao làm chi, cho nó mệt thêm. Đúng không? Đó. Bây giờ thì niệm Phật thì niệm, nhưng mà lâu lâu mày sân si một chút thì kệ. Tại vì sao? Tại vì con sanh đến cõi đời này, cái nhân cái quả thuận và nghịch nó đủ duyên, nó hiện hữu ra. Nên từ nơi đó mà có những lúc con an lạc, nhưng mà có những lúc tự nhiên con sân si dữ. Thì con cũng đừng có nặng nề với cái việc sân si đó. Mà sân si xong con niệm Phật nữa chứ làm sao giờ? Bây giờ mà nó sân si quá, mà bây giờ nó kêu nó mà đè nén, nó đè hoài, nó nằm trong đó, nó giết rồi nó nuôi cục sân si bự cho bá trong, ai chịu nổi? Thấy không? Cái mình lâu lâu mình tu niệm Phật lâu lâu cũng sân si, lâu lâu cũng chửi bới ầm sùm, lâu lâu cũng chọt người ta, nó xấu người ta, có không? Có. Xong à, Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rằng không sao đâu con,
Cái đó là cái túc nghiệp, túc duyên của nhiều đời nhiều kiếp của con đã tạo ra. Hôm nay nó hiện hữu ra những việc đó, con đừng nên lôi kéo nó lại vì những việc đã sai quấy đã qua. Từ hôm nay con nên niệm Phật. Lúc nào sân si thì sân si, sân si xong thì niệm Phật nữa. Có nhiều bà mới nói rằng: dạ thưa thầy, con niệm Phật mà vì sao, nghiệp duyên gì, con quá buồn ngủ. Con quá trời buồn ngủ. Trong khi nói chuyện xàm hoặc là nói xấu người ta thì không buồn ngủ, mà con niệm Phật tụng kinh trì chú ngồi thiền thì nó lại buồn ngủ. Con xin thầy, con phải làm sao? Nhận đức nói: ngủ đi. À! Vì nó quá buồn ngủ rồi chứ. Quá buồn ngủ, ngủ bước cho rồi đi. Mày nghĩ đi, bây giờ nó quá trời buồn ngủ luôn mà nó ngồi làm nè. Nếu bây giờ mà thời khóa tu 2 tiếng, thấy không? Mà mình ngủ được 45 phút còn bao nhiêu mình thức dậy mình tu còn ngon hơn. Ngon hơn là gục cả 2 tiếng. Nó gục 2 tiếng xong nó ra nhìn cái mặt thấy gớm lắm. Quý vị hãy quay phim lại khi quý vị tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ngồi thiền mà nó buồn ngủ. Kiểu nó buồn ngủ mà không cho nó ngủ. Có những người người ta nằm ngủ nhìn dễ thương lắm. Người ta ngủ thiệt thì dễ thương lắm. Có những người người ta mà ngủ người ta dễ thương lắm quý vị. Hồi xưa mình ngoài đời mình có bạn gái nó ngủ mình thì nó cũng dễ thương. Ngủ vậy đó. Nhưng mà cái đứa mà nó buồn ngủ mà không cho nó ngủ, cái mặt nó chảy ra nhìn thấy gớm lắm. Thà cho nó ngủ đại mấy chục phút rồi nó thức dậy nó tu được mấy chục phút. Quý vị, cái nào được thì được, còn nào không được thì không được. Nó còn có cái được còn hơn mình muốn ôm hết mà không được cái gì đó. Nên ở trong cuộc đời này nó đâu thế nào mà cái gì mình cũng bao trùm được. Giống như những đức muốn giúp chúng sanh, thật sự những đức muốn giúp chúng sanh, nhưng mà có những người chúng sanh những đức cũng phải xử lý. Họ nói thì sao thầy ác, tôi ác kệ tôi. Sao nữa, cuộc đời này không có ác thì sao độ sanh? Tại vì họ ác nên mình ác hơn họ nữa. Mà mình ác nó có tâm từ bi chứ không phải cá nhân của mình. Nó làm sao mà tròn vẹn cho người ta được quý vị? Lo cho bao nhiêu con người ở đây mà có những người mà chỉ cần động tới họ cái là họ phỉ bác quay lưng trở mặt với mình rồi đó. Thì kể họ, chuyện của mình làm mình phải làm, còn chuyện của họ sân si thì họ sân si đi. Mỗi người nó có nhân có quả. Nên cái thiện cái ác, cái đúng cái sai bản thân mình tự biết. Mình đang làm cái gì? Cái việc này mà mình còn không biết nữa, kêu người ta biết giùm mình. Có nhiều bà lỡ hỏi: thầy ơi, nghiệp con nặng lắm. Hỏi nghiệp bà nặng ở đâu? Bà nó không biết. Thầy biết thì chỉ giùm con, nhưng đó thầy cũng không biết luôn. Bây giờ cái nghiệp của bà sao tôi biết? Bây giờ bà xem là cái nghiệp của bà, mà cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là cái tạo tác á. Cái tạo tác là cái việc làm hàng ngày á. Cái nghiệp nặng là gì? Bà được thì bà vui, mà bà không được bà chửi sùm. Thì ngay cái chỗ bà vui thì thôi, mà ngay bà chửi sùm là cái nghiệp. Thì hôm nay bà đừng có chửi nữa. Giảm chửi lên đi thì bà giảm nghiệp. Lúc trước bà buồn quá trời buồn. Bà buồn gì đâu mà bà dặn ai một cái bà dặn 3 tháng. Bây giờ bà tu giết bà dặn người ta còn có 2 tháng gửi là bà biết nghiệp bà nhẹ rồi. Thì nó nhẹ được nửa tháng. Nó dặn là nhẹ, chứ không lẽ bây giờ mình tu với mình dặn 4 tháng. Có những người người ta tu người ta dặn hơn nữa nghe quý vị. Khi mới vô chùa tu, cũng như Đại Lão Hòa Thượng Chí Tịnh, ngày viết một đoạn văn, ngày nói rằng: ngày xưa mới đi tu, chưa tu gì hết, người ta kêu tên, người ta kêu thí dụ như Hiền là người ta biểu chạy dù dù lên. Bây giờ tu hành rồi làm ông thầy, người ta chỉ cần kêu tên một cái thôi là trong lòng khó chịu liền. Vậy là mình dở quá. Nên bản thân của mình nên tự xem lại cái nghiệp của mình. Cái nghiệp là cái tạo tác của mình. Cái nghiệp là cái tâm của mình mà đi hỏi người ta làm gì. Ông thầy ông chỉ giải thích, ông chỉ bài bố ra cho mình thấy thôi. Ông bài ra cho mình thấy chỗ nào ghẻ, chỗ nào lát, chỗ nào bị cái gì ông bài ra đó cho mình thấy. Mình thấy đó mình biết cái chỗ đó là như vậy, mình cần chỉ làm sao. Tôi thì truyền tải văn tự vậy đó chứ không hay ho chứ. Không? Tùy, hiểu không hiểu thôi. Nói cái này mà không hiểu nữa thôi, chết phước cho rồi.
vì đơn giản đó, bà già chín mấy tuổi, người ta nói thầy, thầy bà già này bà có tiền nhiều mà bà chấp nhất nặng nề, thầy nói sao cho bà buông xả. Nhưng Đức nói bà còn của cải nhiều lắm hả bà cụ? Nó nhiều lắm, kênh với Nhân Đức nhiều lắm. Mà sao Nhân Đức nó cố gắng giữ gìn, trời ơi, bà vỗ tay ung sùm hết, mừng thấy ghê, thấy chưa? Nó kêu bà giữ bà mừng, tại vì bà thích giữ, thích giữ thì kêu bà giữ. Nó bà giữ xong rồi sao này bà chết bà dưới cái chúng gỡ lại cho tôi. Nó ừ dạ, nó thấy chưa, vẫn có cơ hội hơn. Bây giờ mình kêu buông xả mới ghét mình sao? Có ông thầy này ông gạt tôi nè, thấy không quý vị? Nên buông xả trong nhà Phật là lý luận, hành động của mình làm để tác động đến người ta, chứ không phải kêu người ta buông xả đâu quý vị. Vì không có ai chịu buông xả mà ta nói mình gạt người ta đó. Nên chính cái hành động tôi làm mà Phật tử người ta thấy tôi làm còn hơn người ta, không có giỡn đâu. Có những người nói trời ơi cái này cũng là của cải thập phương người ta đưa cho thầy làm. Tôi nói cho quý vị biết rằng có những người người ta đưa cho quý vị con không làm. Trời, đưa vô tay mình là của mình, của ai? Thập phương gì? Thập phương mà vô tay tôi là của tôi đó. Của trong người quý vị, của quý vị. Còn của, vô tay tôi là của tôi. Nói gì cái nhân sinh là như vậy đó. Giờ tôi làm hay không làm là tôi quyết định thôi. Ông làm ông tội chết thì kệ tôi. Làm tội kệ tôi chứ, chuyện của tôi mà. Cái, bây giờ quý vị nói ngang ngang gì đó. Tôi làm chuyện của tôi. Tiền nó vô tay tôi, tôi làm chuyện của tôi à. Tội hay không tội gì chuyện của tôi. Nó cái đó là cái quý vị có làm hay không mới là cái quan trọng. Đi vô tay mình rồi mình có quyền mà. Nó nhưng mà mình hiểu thì mình sẽ cố gắng mình làm. Còn người ta không làm thì thôi. Đó, nên cái nhìn thấu buông xuống là bản thân mình chứ không phải gì đâu. Tác động người ta. Người ta nhìn mình mà người ta bị tác động. Nên tại sao người ta về chùa mình? Quý vị về chùa mình bị tu tập quý vị thấy rõ ràng không? Là cái tâm quý vị càng ngày càng mở rộng phải không? Cái tâm quý vị càng ngày càng mở rộng mà. Vì đối với chồng, đối với cha mẹ, đối với thầy, đối với mọi người quý vị rộng rãi mà. Vì không có hẹp hòi như ngày xưa. Mà những đức đâu có kêu quý vị mà gọi là cúng dường gì cho những đức đâu. Nhưng mà những đức chỉ có hành động làm để tác động với vị thôi. Vì thấy ông thầy này công nhận ông chịu làm ghê. Hồi thấy ông chịu làm gì mà mình sanh tâm ra. Chứ không gì chứ á. Đó là mình đi đến chùa mình gặp cái duyên vậy là có phước á. À, ví dụ như bây giờ mình gặp ông thầy mà rộng rãi là mình có phước lắm. Chứ mình gặp ông thầy keo kiệt là mình tiêu rồi đó. Vì ông keo kiệt, ông vẽ ra bức tranh trong cái tờ giấy của mình là keo kiệt. Keo thì nó kiệt chứ sao? Keo có nghĩa là nó hẹp hòi, mà nước nó không chảy vào được thì nó kiệt chứ sao? Còn người ta rộng rãi là người ta mở tâm. Mở tâm giống như là người ta mở đường nước bự ra vậy đó. Đường nước bự thì nước chảy vô nhiều chứ sao? Không? À, dễ hiểu không? Thấy chưa? À. Nên quý vị biết á, ông thầy chỉ xem bọc pháp mà không có mấy cái răng đưa ra hết là quý vị biết rồi. Ngày xưa bậc quân tử á, người ta không bao giờ cười mím mím đâu quý vị. Mà đa phần cái người xưa mà những bậc tướng là mặt to, mũi châu, miệng rộng, đầu dồ, tướng tá nó kỳ cục lắm. Thấy bậc A-la-hán, quý vị thấy hình A-la-hán chưa? Thấy chưa? Thấy không? Nó. Nên từ nơi đó mà có bao nhiêu cái răng là ta đưa ra hết luôn. Tại vì sao? Vì hà hà mà. Nó, hà hà là ra hết thôi. Chứ hà hà là gì biết không? Hải hà, rộng rãi như biển cả mênh mông. Hà hà đó. Nó. Chứ bây giờ quý vị mà miếm miếm làm sao ra hà hà. Quý vị coi cái người mà cười miếm miếm đi. Mà quý vị coi trong phim rồi đi. Nó, quý vị coi trong phim ảnh đi. Đạo diễn nó chọn người quý vị thấy chưa? Người mà quý vị mà chơi chung cái người mà ha. Hoặc là im im mà mặt cặp mắt nha. Nham hiểm. Chứ không phải giỡn chơi đâu quý vị. Thấy không? À, hoặc là nói chuyện với mình mà không nhìn thẳng mình mà. Ghê lắm quý vị, không phải giỡn đâu.
Còn người ta cái gì ha 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 ta, thì người khác lại nói là thiếu oai nghi, thiếu gì không biết, miễn là cái tâm mình đầy đủ được. Nó mấy vị về chùa vị thấy không, cái gì không biết, nhưng mà ông thầy ba trợn này dám đến với vị nhiệt tình. À, nội mà 3000 lại xỉu lưng xỉu xuống mà vẫn lại chung với vị là biết nhiệt tình cỡ nào rồi. Đó, bây giờ người ta có thể nói ngon lành nhưng mà người ta ra tu với vị không? Rồi người ta có ra ăn cơm chung rồi tu chung rồi rồi sống với mình không? Khó lắm, thấy không? Cái này mà hà hà vậy đó, nói chuyện đồ quạch tẹt vui vẻ vậy đó, nhưng mà tu chịu tu chung, tu chịu tu chung, lễ vật chung, đại quan âm lại quan âm chung, thấy không? Nấu ăn cho mình ăn chung, nó vậy là được rồi, đòi gì, đòi gì nữa? Không, đòi hỏi gì nữa? Được chưa? Giống như được voi đòi tin phải không? Ê, con người người ta nó đòi hỏi lắm quý vị. Mình mà chạy theo với cũng chết. Mình hãy duy trì mình từ từ, chứ mình chạy theo chết một, đòi hỏi lắm. Nên tu hành sao mà cái tâm mình nó an lạc, thấy vui. Nên á, bữa đó mình chia sẻ Phật pháp, nói cái vụ mà mấy cái bà chụp hình á, cà cho người. Nói cái đó là cái gì? Cái hướng dẫn đó quý vị. Hướng dẫn người ta đó. Thế mà mình nói cái văn tự thì nó chọc lóc, nó mở rộng ra luôn. Cái văn tự quý vị. Cái bà đó, bà Bình Lượng có nói rằng thầy nổi tiếng, bây giờ chảnh chẹ này kia đâu. Tôi chảnh mà tôi đi nấu ăn cho Phật tử ăn mà chảnh. Chảnh ngồi trên phòng chơi nấu ăn chứ cho nó cực. Mà nấu thiệt chứ bộ nấu giỡn. Đâu phải là quay phim mà nấu giả đâu. Nấu thiệt. Mà những đứa còn dạy nhiều người nấu ăn đó. Trong cái thời gian đó nhiều người ta nấu theo. Đồ chai. Có nhiều bà có Bình Luận có nói nhờ thầy mà con bây giờ nấu ăn quá trời luôn. Thấy chưa? Tôi làm mà tôi làm thiệt. Chứ đâu phải xuống nó ngồi chơi đâu. Sao kịch liệt luôn mà. Sức hồi hộp mà. Vô tôi nấu rồi nấu kịch liệt, chiều nay là qua bên hộ pháp nấu cho mà thấy. Lộ mèo nấu cho mà thấy. Vừa mà tu xuống nhà ăn một cái là đồ ăn dọn đẹp 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 đó. Kho đồ ăn, chè đồ nấu kích liệt luôn cho quý vị thấy. Làm thiệt chứ không phải làm giỡn. Làm giỡn là quả giỡn. Làm thiệt mới quả thiệt. Nên mọi người chúng ta, cái đặc biệt nhất là chúng ta trong Phật pháp là chúng ta phải làm thật. Làm thiệt. Đúng không? Có nhiều người ta nói thầy Đức nổ ghi thiệt. Đúng rồi, tôi nổ nên mới pháp hội 50.000 người. Thì nổ đi. Thì nổ giống tôi được vậy, chúng sanh cũng lợi ích. Đúng quý vị? Chứ nổ mà chúng sanh được lợi ích vậy cũng nên nổ. Còn mình nổ banh xác không có cái gì. Đây mới chết. Hiểu không? Đó, nên từ nơi đó mà vị coi nổ nè. Phật đản sắp đến. Cái chương trình Phật đản đợt này không đơn giản. Nổ nè, nổ nè. Nổ nè. Không đơn giản thiệt. Vị thấy hồi đó giờ có ai tổ chức cái mô hình mà Phật đản này chưa? Có, sắp đến nè. Tháng mấy nữa tới vị là vị coi. Mô hình này vị sẽ thấy, vị ở trong cái pháp hội đó. Rồi vị sẽ thấy. Bây giờ chưa tổ chức thôi mà trong đầu vậy đó, nhìn thấy ra được cái pháp hội nó làm sao rồi đó. Vì thấy mà cái lễ vía Quan Âm, bao nhiêu anh em trong chùa đều nói thầy, thầy chuyến này thầy đầu tư dữ quá, sợ chuyến này không có ai đi bao nhiêu đâu. Vì cái ngày thường những đức nói thôi thì cái đầu tư đại thôi, có sao đâu, không dám chuyện mà làm đại đâu. Làm mà làm đại không có ý đó đâu. Làm mà nó hên xui không có gì đó đâu.
Nó làm ta phải nắm chắc tương đối một phần thắng rất là cao, ta mới dám làm chứ. Rồi đó vậy, vì có thấy như Đức làm đại cái gì chưa? Nói thì giống như nói vui nhưng mà làm thiệt á, không có làm đại đâu. Tôi mà đưa ra tư tưởng gì là tôi tâm quyết lắm. Thấy là đùa đùa vậy đó mà tâm quyết dữ lắm. Có ai mà tâm quyết chương trình tổ chức lễ bằng Nhân Đức đâu. Người ta giỏi lắm mà đưa thông báo lên cái là xong. Và Nhân Đức mỗi ngày nói, ai chịu nổi? Ai mà chịu nổi Nhân Đức? Nghe viết mà không chịu nổi luôn. Viết mà càng quét chồng gì nó phế qua một bên đi luôn. Về tính sao? Chịu không nổi mà quý vị. Bao nhiêu bà mới gặp Nhân Đức có nói công nhận của nó thầy kinh khủng thiệt. Đúng là chuyến này là của nó thiệt không thể nào đi được luôn. Mà không đi không được. Nhất là cái gần tới cái ngày đó là nó gạo gực cái chứ. Nó còn hơn là sắp sửa có chồng hồi xưa. Thấy không? Cái cảm giác ngày xưa mà mấy cô mà chuẩn bị lên xe bông, mà mấy cô sẽ biết cái cảm giác nó kinh lắm mấy cô ơi. Mấy đêm đó là mấy cô khó ngủ lắm. Nó ngồi nó tưởng tượng, nó suy nghĩ như thế nào tùm lum chuyện hết, đúng không? Đi chứ. Mấy cái bà mà từng trải rồi thì không nói làm chi. Nhưng nhất là ngày xưa giờ chưa từng biết cái gì là nó suy nghĩ. Nó ngồi nó đắn đo suy nghĩ, nó tràn ơi. Nó rạo được trong lòng nó như thế nào. Nó diễn đủ cách ở trong nội tâm mình á. Kinh lắm. Vậy đó mà cái pháp hội gần đến mấy cô cái cảm giác nó còn kinh hơn cái lúc gần lên xe bông. Giờ bây giờ cô cứ nghĩ cái pháp hội mà Phật đản sắp đến này, quý vị cứ nghĩ đi. Bây giờ khoảng mấy chục ngàn người à, bây giờ người ta đã đặt 30.000 cái khăn rồi. Mà cái khăn con công đẹp vô cùng. Mà khăn con công này là mấy ông không có được quá. Đàn ông mà sao quán khăn con công? Đàn ông là phải thẳng chứ làm sao mà công được. Thấy chưa? Đến đó. Thấy không? Khăn con công này để dành cho đàn bà thôi. Dành cho mấy cô phụ nữ đồ này, gái đồ thôi. Thấy không? Khăn nó xịn, nó đẹp đừng nói nữa. Còn mấy ông là đi theo ủng hộ thôi nghe không? Còn nếu mà đủ duyên thì nhận cũng được, về đưa cho vợ. Thấy không? Đó. Đó là được, thấy không? Thì vì biết rằng 30.000 cái khăn con công đã đặt rồi. Bây giờ đặt cọc luôn rồi. Cái ông kêu nói thầy đặt cọc. Rồi mới làm nó khỏi đặt cọc trả tiền luôn. Được không? Bây giờ nếu mà tới ngày đó mà không có làm sao thầy, không có tôi qua với Trung Quốc tôi xử ông luôn. Nên kêu người ta phải cố gắng làm. Hứa cho Phật tử 30.000 cái khăn đó. Không có cái là bữa đó là thôi chứ sao. Không có thôi chứ sao giờ quý vị. Nhưng mà nhiệt liệt làm 30.000 cái. Hứa hẹn đàng hoàng, thấy không? 30.000 cái đèn bông sen. Quý vị cứ cảm giác suy nghĩ cái pháp hội này đi. Vì cái nhận thức cái pháp hội này quý vị sẽ biết. Cái lúc đó mình thỉnh Hòa Thượng qua khai thị một chút xíu. Xong Hòa Thượng ngày tắm Phật một cái. Rồi xong thỉnh Hòa Thượng về nghỉ. Lúc đó quý thầy trong chùa tắm Phật với một số người trẻ trong chùa tắm Phật. Rồi cái máy Vin đặt ngay chỗ đó quay lại hiện ra 20 cái máy chiếu. Quý vị đứng xung quanh vì nhìn thấy. Mà tất cả những người ở trong cái pháp hội đó giờ đó toàn là quấn khăn trên cổ để cung kính, để gọi là mừng khi ngày Đức Phật đến cõi đời này. Cảm giác pháp hội này sao? Quá thù thắng phải không? Quá thù thắng. Bắt đầu quý thầy nghe bắt cái điệu niệm bổn sư lên, vang lên, niệm bổn sư lên. Bắt đầu là quý thầy, sư cô tắm Phật một cái khung viên nhỏ nào vị trí thôi. Rồi hình ảnh là nó hiện lên các cái máy chiếu. Quý vị đứng ngay cái chỗ đó, cầm cái đèn bông sen này để lên, đưa hai tay lên. Mặc niệm. Thì cảm giác thì sao? Không có nhúc nhích nha.
Tại nhúc nhích là không được, cái lúc đó là lúc mặc niệm mà. Trong cái thời điểm đó là cái số lượng người tắm Phật rất ít, nên cái lúc đó phải mặc niệm hoàn toàn. Đèn bông sen để ngay trước mặt, bắt cái đèn bông sen lên. Nó mà bông sen tượng trưng cái sự thanh tịnh. Mà Đức Thế Tôn á, ngày sanh đến cái cõi đời này, tuy là cái cõi đời nhiều ô nhiễm, nhưng mà ngày sanh trong hoàng cung, cung vàng điện ngọc vợ đẹp con sinh, mà ngài không bị ô nhiễm cái cõi trần. Nên mình đem cái đèn bông sen này mình tượng trưng cái ngày mà Đức Thế Tôn ra đời, ngày đến thế gian không bị ô nhiễm. Thấy không? Đó. Thấy người ta làm, ta tính chưa? Cái pháp hội này mình mới biết bằng chờ người hoan hỷ. Có chừng thiên hoa cúng dường luôn. Ngày đó mà đang tắm Phật mà mưa ào ào chứ là biết thiên hoa cúng dường rồi. Đứng tại chỗ luôn. Mưa đứng tại chỗ vì đèn này là chống mưa mà. Sợ gì? Làm đèn quá, đèn cày bình thường này, cày gió thổi tắt, đèn này không tắt, không sợ mưa luôn. Mưa rầm rầm vẫn là đứng ngay mưa luôn. Chị nghĩ pháp hội này thù thắng thế nào? Không đến nữa thì thôi. Thấy chưa? Cái pháp hội này mà quý vị không đến thì còn dự cái pháp hội nào nữa? Bây giờ trong cuộc đời con người chúng ta có cơ hội dự những pháp hội lớn để tu duyên tu phước. Ai mà không muốn tu duyên tu phước? Tôi không có dĩ cái tình gì mà để thiếu duyên thiếu phước chứ. Cái Phật pháp cái quan trọng là bình đẳng, nên chỗ nào đặc sắc thì tôi đến nè. Đúng không? Đặc sắc chứ làm sao? Xong quý vị được nhận cái món quà này luôn, một cái khăn tròn cổ và một cái đèn bông sen này, đem về nhà luôn. Gia đình đi 5 người là 5 cái đèn bông sen, đi 10 người là 10 cái đèn bông sen, dẫn cả dòng họ đi là cả dòng họ được đèn bông sen. Được không? Chình quá lớn luôn. Đó. Mấy vị coi cái đèn bông sen này nghe, mà tặng ngay cái ngày Đức Phật đản sinh, thì mấy vị đem cái đèn bông sen này là cái nhân của giải thoát. Không đơn giản. Về nhờ cái âm hưởng của mấy chục ngàn con người âm hưởng, nhìn vô cái đèn bông sen tự nhiên giác ngộ nhân sinh vô thường. Ngộ không? Đó. Mua bao nhiêu cái đèn bông sen mà không nhìn ra được nhân sinh vô thường. Nhưng mà lã đã cầm cái đèn bông sen mà ngay cái ngày Phật đản đem về nhà là ngộ, ta nhìn được nhân sinh vô thường. Vì sao? Vì mấy chục ngàn con người âm hưởng cái công đức phước duyên vào cái đèn bông sen này. Quá kinh khủng. Nghe một cái mà những Đức nói ai cũng đang chuẩn bị rầm rầm luôn. Đúng không? Mấy vị coi, mà cái ngày Phật đản quá khỏe. Đâu có lại 500 danh hiệu Quán Âm. À, cái công đức này lấy rất là tiện bề mà sao không lấy? Cái công đức mà lại Quan Âm nó lấy khó, thì tao lại cực quá mới có. Còn bây giờ cái công đức mà ngay cái ngày Phật đản hoặc lễ với Di Đà hoặc là những cái ngày lễ hội khác ngoài lễ với Quan Âm lại bị lấy công đức rất dễ. Vì sao? Vì cái nhân duyên người ta hình thành ra cái pháp, cái khóa tu vậy thôi, thì mình làm đúng vậy thôi thì mình sanh công đức phước duyên chứ sao, đúng không? Đó, nên mùng 8 tháng 4 là ngày chính, nhưng mà mùng 7 thì phương xa đã đến rồi. Mùng 7 là phương xa đã đến. Sáng mùng 8 là chúng ta có một cái pháp hội như lễ vía Quan Âm đó, thấy chưa? Quá thù thắng. Không? 8 giờ buổi trưa là những Đức sẽ qua giảng một tiếng đồng hồ, xong các anh chị ca sĩ sẽ hát. Đi coi rồi. Rồi xong mình bắt đầu là niệm Phật thêm chút nữa, rồi xong phóng sanh cũng đi thực. Một thời khóa buổi chiều 2 giờ, trước 2 giờ niệm Phật 20 phút, xong qua giảng pháp xong phóng sanh cũng đi thực. Rồi xong buổi chiều tối là mấy giờ? 5 giờ. Chương trình là 5 giờ chiều. Vì sao? Vì 5 giờ chiều á là cái buổi giảng như Đức nó được đầy đủ. Rồi xong hòa thượng qua lúc nào cũng được, thì lúc đó buổi giảng đầy đủ. Chứ gặp 6 giờ vừa giảng chút xíu và thượng qua bắt tử cái hiểu không? Mình tính 5 giờ luôn. Với 5 giờ cái thời gian 5 giờ là làm chi biết không? Tặng đèn bông sen với tròn khang, thấy không? Từ giờ đó hình thành hết trơn rồi quý vị, trễ làm chi? Nó tròn khang cho đẹp hết nha, liền diện cho mấy nàng đẹp hết nghe. À, mấy nàng công chúa, thấy không?
Nó ngày đó chảy tóc tay rồi cho sạch sẽ gọn ghẽ hao. Nó giống như mình đi đến mình lại Phật rồi trước thời gian đó mình phải không? Mình lại Phật đồ này kia nghe không? Bắt đầu quý vị nhớ nghe, lại Phật đồ á. Rồi xong là bắt đầu là chuẩn bị tới cái giờ tắm Phật là phải đem cái mắt kiến ra chảy đầu đồ đàng hoàng. Mình phải cung kính Phật đến thế gian chứ để tóc tay bù xù coi không có được. Thế quý vị lâu lâu mà mình đi mà tiếp khách đồ mà mình đi mà làm ăn đồ mà mình tiếp giao tiếp với người ta mà mình còn đồ đạc trang nghiêm đàng hoàng, tóc tai chảy đàng hoàng, chứ mình lỡ mình làm ăn với người ta biết rằng có tiền có thể nói chuyện được thì được rồi, nhưng mà mình phải có hình thức bên ngoài, có sự cung kính người ta. Bây giờ thí dụ như bây giờ những đức đi đến nhà vì không lẽ bị chạy bằng áo thun ba lỗ rồi dưới quần đùi bị chạy rồi bị tiếp những đức cũng được thôi, nhưng mà nó thấy kỳ kỳ mình phải bận đồ cho nó đàng hoàng chứ. Nó tốt cái sự cung kính này quan trọng, nghe không? Đó, cái tâm cung kính đó là sanh duyên phước đó, không có giỡn đâu. Nghe tới cái pháp hội này một cái là bây giờ quý vị trong lòng phải hừng hực cỡ nào chưa? Quá hừng hực. Thời gian bao lâu đâu? Còn có tháng mấy nữa hả? Bữa nay bao nhiêu rồi? 28 rồi phải không? Bữa nay 28 rồi. Còn có 1 tháng 10 ngày nữa thôi. Đúng không? 2 tháng 10 ngày không? 29/1 thì ai biết. Thấy không? Đó. Nhớ cái pháp hội như vậy là cái cuộc đời mình là có cơ hội, có nhân duyên đặc biệt để chúng ta để tu duyên tu phước. Duyên thêm nữa là gì? Cầu ác cho người thân, cầu siêu cho người thân. Nhất là mấy cái bà mang nghiệp phá thai. Mấy bà lỡ như cái pháp hội này là coi chừng thai nhi nó được siêu thoát luôn. Tại vì nhờ cái lực lượng của công chúng quá đông, người ta tu tập, một mình một ngọn đèn, nhiều quá nhiều người nhiều ngọn đèn, mà bao nhiêu ngọn đèn thắp lên một cái là bóng tối vô minh tan biến chứ làm sao. Nên quý vị biết rằng mình đi lợi chùa mình mà dự cái pháp hội là nó đầy đủ nhân duyên. Thêm cái nữa là gì? Xứng đáng. Người ta tổ chức thì giỏi lắm, buổi chiều chút xíu gì thôi. Còn cái này mình tổ chức mà nói quý vị coi cả ngày phân tách ra thời gian. Quý vị tính kỹ vô cùng cái thời gian quý vị. Có tu, có ăn, có nghỉ. Có đầy đủ hết trơn. Còn nếu như có tu không mà không có ăn, có nghỉ, sao có sức mà tu? Nói cái này ta có tu, có ăn, có nghỉ. Có vui nữa, đầy đủ hết trơn luôn rồi. Hát là vui chứ gì. Nên từ nơi đó mà anh chị ca sĩ tính hát râm râm. Bây giờ ca sĩ người ta mê chùa mình. Mê dữ lắm. Những đức nói thiệt chứ, cái người mà thiếu thông minh một chút thôi cũng nghĩ ra. Đó là thiếu thông minh. Ở đâu mà người ta là sắp ra một cái chương trình mà một cái quy mô con người vậy mà mình hát bài thôi, có khi mà mình đã có sẵn luôn, có bài hát sẵn luôn, lỡ là hiểu không đó. Còn tôi làm sao mà làm gì được, không lẽ bây giờ như đức giảng sẵn như đức lên đó. Nó mà không khép cái miệng một cái nó sao thầy này sao cái miệng với cái câu nó khác với nhau kỳ cục với trẻ. Người ta thì đoạn khoa hát nó ngắn quá quý vị. Mà mình cũng đừng nên làm khó người ta. Mình giảng là nó sống động nên mình ghép này ghép đầu kia. Nó liên hoàn được. Còn người ta một bài hát nó phải đừng nên ép người ta quá. Phải làm sao mà trước công chúng người ta hay được rồi. Mình nên ủng hộ người ta hết mình. Mình mong âm thanh đừng có trục trặc. Chứ gặp mà đang hát một cái mà tự nhiên nó đứng âm thanh mà cái miệng có kỳ vậy chứ. Mình ngại mình sợ đó, tội nghiệp người ta thấy ghê vậy rồi, những đứa lo lắm. Mỗi lần mà hát mà âm thanh nó trục chặt, những đứa sợ mà trong lòng đứa hồi hộp. Bản thân những đứa không hồi hộp mà những đứa sợ cho người ta, nó kỳ cục với vị ơi. Sao người mình kỳ quá à. Sợ lo cho người ta hoài vậy đó. Cứ người ta hát là cứ sợ người ta quên. Quý vị biết là nghe không phải đơn giản nghe. Nhiều ca sĩ đến chùa mình nghe quý vị, nó rung đến mức mà không tưởng tượng được. Mà trong khi là ca sĩ đó, mà gặp cái pháp hội mình một cái làm như cái lực của quý vị tu nó mạnh gì đâu á, nó công phá lên làm sao á. Ca sĩ đều nói vậy mà. Quý vị coi gì Lâm Trắng Quy phải không, hay Giáo Quy gì đó bữa đó, Giáo Quy gì đó không, quý vị coi bữa đó mà nói câu nói gì chưa từng thấy. Mà trong khi anh này là anh hát lâu lắm chứ đâu phải đơn giản.
Chưa từng thấy cái pháp hội nào, chưa từng thấy cái buổi văn nghệ hát ca nào mà cái người mà ngồi ở dưới mà nhiệt tình như vậy luôn. Cái năng lượng kinh quá, đúng không? Đó. Rồi xong á là Quỳnh Trang hả? Nói cái năng lượng này mà tích tụ mà chắc 3 tháng còn hưởng được. Nếu mà người ta mà biết cách là mỗi ngày đều tích, quý vị biết cái năng lượng mà mỗi ngày bị tích là năng lượng gì phải không? Niệm A Di Đà Phật. Trong kinh Đức Phật dạy mình: này các con, các con thường nghĩ thiện pháp. Mà quý vị biết quý vị nghĩ A Di Đà Phật là nghĩ đại thiện pháp. Cúng dường, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, cái này chỉ là tiểu thiện pháp. Còn quý vị mà nhớ Phật A Di Đà là đại thiện pháp. Nghĩa là bổ nguyện Di Đà là bậc nhất mà. Đi coi. Nên có câu chúng ta đã từng đọc qua: Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Pháp giới đều tán thán bổ nguyện Di Đà. Nên mình nghĩ đến A Di Đà Phật là nghĩ đại thiện pháp. Tất cả cái kia là tiểu thiện pháp, để hỗ trợ cho đại thiện pháp, để chúng ta sanh về thế giới Cực Lạc. Giờ quý vị coi một cái pháp hội lớn kinh khủng như vậy, mình là người biết hát, nhất là những vị ca sĩ mà nổi tiếng, nhìn mình cũng biết mình nổi tiếng, nhưng mà giờ mình già rồi, mình có cơ hội mình gặp cái pháp hội này, thật sự mà nói mong được hát để làm chi. Trong cái tuổi già mình cống hiến lời ca tiếng hát đến cho nhân sinh, mà có người đang ngồi xác thực, đó là kết duyên kết phước thật sự thù thắng. Duyên phước thù thắng. Nhưng Đức nói với vị nghe nghe, mình giảng ở trên mạng người ta coi, người ta ngồi ở kia ngồi nghiêng ngồi ngã người ta coi, chưa chắc người ta coi hết. Nhưng mà cái người mà ngồi trong cái pháp hội đó đó, nó mới thù thắng. Từ đầu tới cuối họ ngồi hoài. Quý vị biết có những người, người ta giảng trên mạng rất nhiều người coi đông, nhưng sức ảnh hưởng không thể nào bằng cái người giảng mà công chúng gì. Sao bạn? Không bằng nói vậy ơi. Tôi thấy rõ ràng luôn á. Cái sức ảnh hưởng mà cái người mà ngồi giảng mà công chúng người ta ngồi trực tiếp nghe đông đó, đó quan trọng như lắm. Mà thêm cái nữa là gì? Phải giảng làm sao mà cho anh ta cái pháp tu. Phải giảng làm sao mà cho anh ta cái pháp tu, vì Phật pháp là phương pháp. Mà phương pháp thì phải truyền tải làm sao cho anh ta áp dụng được. Mà người ta áp dụng được trong cuộc đời người ta thì người ta mới được lợi ích khi học Phật pháp. Nên những vị mà giảng pháp hay, giảng pháp mà có duyên đặc biệt, nên ngồi suy nghĩ cho thật là kỹ. Cái pháp môn tịnh độ này, cái pháp môn mà mười phương chư Phật tán thán, chứ đâu phải là cá nhân mình tán thán đâu. Cái pháp niệm Phật này đâu phải là cái pháp của những đức đâu, hay cái pháp của thầy những đức đâu, mà cái pháp của Đức Phật. Đã là cái pháp của Đức Phật mà Đức Phật A Di Đà Ngài đã phát cái nguyện rồi, khi Ngài thành Phật á, mà mười phương chư Phật không tán thán cái bộ nguyện của Ngài thì Ngài nguyện không thành Phật. Ngài đã phát nguyện ra như vậy rồi thì mình là người tu cái pháp nào đi chăng nữa, mình có duyên phước mình ngồi suy nghĩ lại, mình nghĩ lại chính bản thân mình có thâm nhập được cái pháp mình tu không. Bản thân mình tu nè, mình thâm nhập được cái pháp mình tu không? Nói vậy mình thâm nhập được không? Cái niệm Phật này chúng ta cũng không thâm nhập được, nhưng mà do tín nguyện niệm Phật mà được Phật A Di Đà tiếp dẫn. Còn cái pháp khác là vì hoàn toàn thâm nhập. Thâm nhập mà tu đến mức mà tiêu nghiệp sạch sành sanh, minh tâm kiến tánh, cái kiến tánh thành Phật, cực kỳ khó khăn. Bây giờ mình nhìn đi, bao nhiêu vị nổi bật lớn vô cùng, vì mà cuối cuộc đời các ngài còn từ bi, các ngài thị hiện. Thị hiện nằm một chỗ, ngồi một chỗ, để cho hàng đệ tử có trí tuệ nhìn ra: tao tu giỏi như vậy mà tao còn bị như vậy, mấy thằng nhóc nhen như tụi bay bằng tao không, theo nổi tao không, rồi tụi bay sẽ như thế nào đây? Thấy không? Đó là ngồi suy nghĩ, ngồi thật là suy nghĩ cho kỹ. Đó là có khi Phật Bồ Tát cũng thị hiện đấy. Tại vì giáo pháp Đức Thế Tôn còn hơn 9.000 năm, nên Bồ Tát dẫn đến thị hiện tu các pháp khác. Tu các pháp khác dữ dằn nổi tiếng vô cùng, nhưng mà đến tuổi già thì te tua.
có khi yếu, bệnh, đau, không biết gì nữa chứ. Để làm chi? Để cho hàng đệ tử tu các pháp khác nhìn, nếu thật sự có trí tuệ thì nhìn ra làm sao so sánh với các ngài. Mà các ngài còn như vậy, ta làm sao được? Bây giờ phải tính thôi. Tính cái gì? Pháp thì đều là pháp của Phật. Truyền đạo nào cũng truyền đạo của Phật. Đã là truyền đạo nào phù hợp lợi ích cho chúng sanh thì là truyền đạo của Phật. Mà là truyền đạo của Phật thì không có lỗi với Phật. Không có Phật nào trách mình. Chỉ có phàm phu mình vì cái danh cái lợi, vì cái chuyện mà lôi kéo hàng Phật tử mà mình đi tranh cạnh nhau thôi. Chứ cái pháp của Phật thì có tranh cạnh gì đâu. Tại vì 84,000 pháp môn thì pháp nào cũng là pháp của Phật. Chứ cần đưa cái pháp nào mà người ta tu được thì pháp của Phật tốt. Pháp của Phật đều tốt hết mà do mình gánh không nổi. Quý vị coi cái người tu bây giờ đa phần già nhiều hơn trẻ. Trẻ lo làm thấy mồ thời gian đâu mà tu. Từ nơi đó bây giờ trẻ mà bây giờ tụng kinh trì chú còn khó mà. Không chi mà bà già. Bà già sao tụng kinh trì chú, mắt mờ sao trì chú. Trì được mấy chữ. Những đứa còn trẻ đây mà kêu những đứa đọc chú cùng với người ta. Mà khi đọc còn bị lẹo lử, không quen. Thì mình nghĩ bà già bà làm sao, mắt mờ tay điếc làm sao đây. Nên Phật chọn cho mình cái pháp môn tịnh độ, đó là trí tuệ của Phật chọn mà còn coi chưa chịu tin. Đúng không? Quý vị coi bây giờ á, quý vị nói những đức tùy tiện tự nhiên á, điều chỉnh cái pháp tu thành niệm Phật lễ Phật. Chàng ơi, người ta nuôi mấy bà cụ già, người ta nhìn sát gốc luôn, nhìn sát đích. Cho mấy bà biết già đến nỗi te tu tả tơi hết trơn, tu được cái gì đâu. Lọt được câu Phật hiệu nào thì dính được một câu, đỡ một câu. Nên cho bà niệm Phật, chứ gặp mà đem kinh Vô Lượng Thọ cho bà tụng, bà ngồi đó bà mò bà tụng được chữ nào đâu. Bà ngủ gà ngủ gạt. Trời ơi, tôi quản chúng, tôi coi chúng sát luôn, tôi tu chung luôn nè, quay khuyên lại luôn cái hội chúng trong chùa luôn, tụng 15 chương kinh nó ngủ còn hơn cái gì. Đừng có nói là cư sĩ, tới mấy ông thầy còn gục lên gục xuống, có mắt trợn trắng. Quay khuyên là hết trơn. Tôi tổng kết lại, tôi xem lại, tính kỹ dữ lắm tôi mới đưa phương pháp niệm Phật. Tại sao tôi lấy cái điều địa chung? Vì con người mình bây giờ nó phải càng sống động. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Có nhiều người nói nè, thầy ơi, thầy niệm Phật thì niệm chậm chậm, chậm nó ngủ được cái gì? Mấy bà nói nhiếp tâm mà nó ngủ được cái gì đây? Mấy bà nhiếp tâm đi, mấy bà ngồi mà nhiếp đi. Ai nhiếp được nhiếp đi. Bởi vì niệm chậm á, nhiều mình mà nhiếp tâm cái gì? Mình niệm được mà tỉnh được cũng là may mắn rồi. Bây giờ mà niệm Phật mà chậm, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhân Đức nói cho vị nghe nè, đừng có nói là địa chung, cả lễ Phật rầm rầm như vậy mà nó còn ngủ tại chỗ kìa. Đừng có nói. Con người mình nó dễ ngủ cỡ nào chưa? Ấn Tổ ngày nói mà, nghiệp chướng thì sâu dày, phước báo thì cạn mỏng. Nên ngủ gà ngủ gặt, ngủ gà ngủ gặt này là 100% gà gặt là đúng luôn. Nó nên tính kỹ dữ lắm, ta đưa ra pháp tu địa chung là cho quý vị là sẹt 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 đó, cho quý vị niệm được đó. Rồi lễ Phật là một tiếng niệm đầu tiếng sau là như như là một lượng sóng rầm rầm vậy đó, cho quý vị tu nó có lực kéo, hiểu chưa? Nó quý vị nhiếp hả, ngồi đó nhiếp đi, về nhà nhiếp tôi sẽ biết nhiếp sao. À chàng ơi, tôi kinh nghiệm quá mà. Cho quý vị biết nè, tôi là từng quản nhập thất nè, rồi trong khóa tu chuyên tu nè, tu ngày tu đêm nè, tôi làm qua hết rồi đó. Không phải là nói chuyện tôi không biết gì đâu, ta nhập thất từng lễ rồi, tôi là quản nhập thất đó, hướng dẫn nhập thất sao sao đó, cho quý vị biết đó. Tu ngày tu đêm khỏi cần ngủ, tôi đã trải qua hết nè. Đi kinh hành đêm rồi tôi làm qua hết nè. Ai làm bằng tôi? Cuối cùng tôi vẫn thấy ra rằng nó không đạt, buông ra hết luôn. Chờ biết. Bỏ ăn nè, tôi làm rồi nè. Không ăn luôn đó, đừng nói mà ăn ít. Khỏi ăn luôn, ăn rau luôn. Tôi ăn vỏ mít luôn nè, đừng nói chuyện giỡn.
Vì ăn rau không một chưa ăn đúng một dĩa rau thôi. Chiều lại khỏi cằn gặn. Rau không mà gặn cái gì bây giờ. Bị coi á, chịu bao nhiêu tháng chờ mà da bọc xương. Đi ra mà gió thổi mà lui 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 luôn. Bằng đêm là không cần ngủ nghe gì luôn, trung bình bằng đêm ngủ 1 tiếng rưỡi. Thức con mắt vẫn trắng như là biết mắt tôi bự cỡ nào chưa. Mũi trâu hô ra liền. Kinh chưa, sân si la lối sùm. Chửi rủa người khác, cho rằng mình là người tu giỏi, hơn thiên hạ. Thấy chưa, cuối cùng tôi vẫn nhìn ra rằng cách này không kết quả. Sanh kiêu ngạo, cuối cùng trở lại bình thường, đi con đường trung đạo. Thấy, giảm bớt kiêu ngạo. Giảm bớt kiêu ngạo, hiểu chưa? Đó, ta không phải đơn giản mà nói cái chuyện tự nhiên mà đưa ra pháp tu rồi quản càng 2.000 người này nó không biết gì. Tôi nói thí gì chứ không biết. Không biết sao làm. Không biết mà làm. Ngộ ghê. Có nhiều bà mắc cười thấy ghê. Tôi nói mà kìa nghe cũng mắc cười ghê. Anh ấy thầy nào không biết cái gì. Không biết cái gì. Ở già có 2 vợ chồng 2 đứa con. Bà lo không xong. Ta lo cho 2.000 người đó không biết gì á. Ngộ ghê. Quý vị bây giờ đem ông thầy nào đến với những đức. Rồi quý vị cho ông sống với những đức rồi quý vị sẽ biết. Ông biết những đức biết cái gì liền. Rồi quý vị thì coi Phan nó nói tới. Giỏi cỡ nào giỏi lợi sống chung với những đức thì sẽ biết. Sống chung đi rồi sẽ thấy những đức làm cái gì rồi ông sẽ biết cái gì. Quý vị thì Phan nó nói tới. Nói mà người ta khai thị cái việc mà nói 2.000 người hoài đó mà còn không chịu khai ngộ. Cái chuyện 2.000 người không có đơn giản. Mà nhất là bao nhiêu bà già này mà tôi sống trong đó mà tôi cười mỗi ngày. Vì nó dễ cười lắm hả? Ở nhà mình có chồng vợ con thôi mà nó sân si tối ngày. Còn mấy bà già trong chùa mình nó đơn giản lắm hả? Mấy vị vô chùa tu thấy mấy bà già mình đơn giản không? Lâu lâu đến là còn thấy không đơn giản đúng không? Chứ quý vị coi như đứa sống quanh năm không đi đâu. Vì nghe cho bà chửi cho đứa te tua mà như đứa vẫn cười được á, bị làm đi. Đi ngang gặp ba nói chào cụ khỏe không? Chết mẹ bây giờ chứ khỏe. Thấy chưa? Cao thủ chưa? À, làm được gì không? Nên tàn là gặp chơi với trò bất tử không à? Chịu đạn nổi không? Chết mẹ mày giờ chứ khỏe. Nói mẹ tao chết lâu rồi. Đó. Thấy chưa? Vậy mà còn sống được mấy bà già. Quý vị bao nhiêu người quý vị nuôi một bà già, một người mẹ, người cha khó cỡ nào chưa? Bao nhiêu bà già mà mỗi dằn lằn ngày vẫn cười. Rồi đem năng lượng truyền tải cho quý vị. Vì nghĩ đơn giản quá hả? Thấy không? Nói hay ho. Hay ho nhào vô đây kiếm ăn. Rồi sẽ biết. Vì coi giả có hay cỡ nào đi chăng nữa, chùa nuôi mấy người, gần được mấy người. Có ngày ta ngồi rảnh rỗi, ngồi chơi đồ, giữ tâm thanh tịnh, rồi dưỡng tâm, rồi ra giảng cho mình nghe. Mà tôi mỗi ngày tôi không có dưỡng cái gì chứ nghe. Tôi ban vô. Ngon ban vô đi. Ban cho mấy bà già. Tôi sáng chạy qua mấy bà già khu yếu rồi thấy à. Cởi quần ở chằng ở chuồng, thay đồ tùm lum la đó. Bước vô đây, nè nè nè, có làm vậy đó. Chịu nổi không? Vì giữ đổi cái tâm không? Vì mà tôi trong hoàn cảnh nó quanh năm đó. Vô đây đi rồi sẽ thấy. Nên bữa đó có cái anh đó. Anh quen đoạn nó một câu. Tôi ngày xưa tôi ghét ông thầy Đức này còn hơn cái gì nữa. Chàng ơn. Mà sao tôi thấy đang nhiều người nghe ông giảng quá. Tôi lỡ tôi giữ cái pháp hội lễ 1.000 lại mới đây. Tôi lại có 500 lại tôi nói tôi tâm phục khổ phục ông này luôn. Xanh mặt xanh mày luôn. Tôi đi một vòng xung quanh chùa nó công nhận ông này nuôi người già nhiều thiệt trời. Sợ này luôn nuôi dữ đi. Thôi tôi xin lỗi ông luôn á. Từ nay tôi không dám nói ông luôn rồi đó. Lỡ đây. Ai mà nói gì vòng vo lỡ đây. Lỡ đây tôi đãi cho vài bữa cơm. Dẫn vô phòng hộ niệm cho thấy. Sáng 3 giờ mấy là bắt đầu lễ gì? Chuẩn bị thay tả. Bắt đầu lột ra. Tu giỏi tu dở gì giờ đó thức dậy. Rồi mấy cô á, đi cạo phân. Đi ra dính á, cạo cho sạch. Rồi nước tiểu.
vô bô với phân dồn lại, rồi bắt đầu để lên xe đẩy đi đổ. À, vị vô đây ngửi, công phu dữ lắm vô đây. Thấy chưa? Nó thấy thì bình thường vậy đó, nhưng mà mình không có làm cái chuyện được như người ta đâu. Nó đi ngang thấy mấy cô làm, mình nói mấy cô phát tâm vậy là dữ lắm. Có nhiều người có khi tu bao nhiêu chục năm nhưng mà cái việc như mấy cô cũng khó mà làm. Nó khó mà làm. Nó rồi xuống nhà bếp nấu ăn, quý vị nói bao nhiêu trăm người đó ngày nào cũng vậy. Mình nhà mình có 2-3 người mà mình mỗi ngày mình nấu giết mình thấy còn ngán. Giá chót bên hộ pháp ít gì cũng 500 người mỗi ngày nấu. Mỗi lần xào là tính ra cũng cỡ gần chục gỗ rau. Đâu đơn giản đâu quý vị. Nấu một nồi đậu hũ thiệt là bự. Nồi nồi canh xưa luôn. Thấy không? Nên từ nơi đó mà một năm như một ngày mà ngày nào cũng làm được và vui, cái việc này nó cũng không đơn giản. Nên họ làm cũng rất là cực. Nhưng nếu họ không gầy dựng cái tâm tu thì cuối cùng họ bức cũng tội nghiệp họ ghê. Nên bản thân những đức phải ra tay. Bản thân mình đã chịu đấm ăn xôi quen rồi, bây giờ mình ra tay luôn, ban nhà bếp luôn, sắp cái mô hình nhà bếp lại luôn, 3 điểm chùa những đức sắp lại hết luôn. Sắp lại cái gì? 24/6 cho mấy ông thầy mấy chú đi nấu buổi sáng, cho mấy cô lên cái điện tu. Bây giờ quanh năm suốt tháng con người ta vô chùa bắt xuống nhà bếp nấu ăn hoài, giết rồi nó không có quen chánh điện, nó quen nhà bếp, cuối cùng tu ra thành bà táo. Thì coi đi, tu thành bà táo chứ sao, gần ông táo chỉ làm bà táo, thấy không? Từ bây giờ sắp ra 24/6 cho mấy thầy mấy chú đây, những quan nấu chính bên đây, buổi chiều thứ bảy thì những đại nấu để cho mấy cô được nghỉ buổi chiều đi. Bây giờ vì coi con gái mà vậy bắt nó làm giết nó săn si giết đó. Bởi vì tại sao mà mấy cô chùa mình nó sáng sủa? Do những đức rèn luyện, do những đức đào tạo mà nó ra được sáng sủa gì. Gặp mà không khéo nuôi đi, nó cho thành con khỉ khô. Đừng có nói bà nào mà nấy khỉ khô luôn đó. Rồi bên đại Tùng Lâm thì những lăng nấu chín, mấy ông này là quản chúng tương lai, mới làm cho mấy ông biết làm việc chứ, biết nấu ăn các cụ thì mới thương các cụ và nuôi các cụ già. Vô nấu ăn thì sẽ biết được cái sự là khó khăn của người phụ nữ à. Nên từ nơi đó vô nấu ăn. Còn những đức thì nấu bên hộ pháp, nấu kịch liệt luôn. Nó khi thấy mấy cô xào mỏi là bay vô xào liền, chứ không phải đứng chỉ đạo không đâu. Xào quá trời xào luôn. Nó xào mà nhiều cô té lộn mèo luôn. Xào dữ quá mà. Nó mấy cô chánh ra cái năng lực công phu tôi không phải đơn giản. Tôi xào đứng gần gần cho chỏ gãy răng hết trơn, nó chuyện dựng chưa. Thấy không? Xào quá trời xào luôn quý vị. Rồi đầu chiều nay này về này bắt đầu giảng pháp đi xong nè. Bắt đầu là về bên kia bắt đầu chuẩn bị nè. Xuống nhà bếp liền ốp đồ ăn để sẵn đó. Ngủ thức dậy một chút rồi bắt đầu thức dậy bắt đầu kho. Đúng không? Nấu chè. Nấu chè nghe bắt đầu niêm nghe, cứ lấy muỗng nghe. Ủa, ngon quá. Thấy chưa? Nó. Chị sò chưa? Nó mình đơn giản đó quý vị. Có nhiều người ta nói ủa ông thầy nó chia sẻ Phật pháp cái gì ta? Chứ ông chia sẻ Phật pháp cái gì? Bây giờ tôi hỏi ông này, ông chia sẻ Phật pháp cái gì? Có cái gì chia sẻ gì mà không ăn cơm? Cái chia sẻ gì mà không uống nước? Có ông chia sẻ gì mà không ngủ? Tôi chia sẻ là ăn, ngủ, làm việc, vui vẻ. Đó là một Phật pháp chánh tông. Hiểu không? Nó, nên á, năm xưa khi Đức Phật mà chưa thành Phật á, Ngài ngồi thiền. Đây là sơ tu. Nhưng mà khi Ngài đã đạt vào vị Phật thì lúc đó Ngài đi hóa độ là nhân sinh. Lúc đó mới là Phật pháp cao cấp. Đi hỏi các bạn không? Cái người mới tu hành tại sao người ta phải ngồi thiền hoặc người ta phải công phu tu hành? Niệm Phật là vì người ta phải rèn tâm, dưỡng trí. Nhưng khi người ta đạt tâm, đạt trí lúc đó người ta mới hóa độ chúng sanh. Người ta mới xâm nhập vào nhân sinh. Nên Phật pháp ta chia sẻ đơn giản bình thường là đạo. Ta nói cái bình thường để mình ở trong cái bình thường đó mà mình tu giống người ta để mình an lạc đi. Đó là hay đó. Nghe không? Đó, tôi nói những điều bình thường đó mà tôi mỗi ngày tôi an lạc đó thì bình thường đi.
Bây giờ 2.000 người tôi còn an lạc, quý vị có 2-3 người không an lạc thì bèo quá, bèo hơn bánh bèo nữa, phải không? Bây giờ quý vị thấy cái pháp này thù thắng chưa? Cái pháp này những Đức áp dụng hay đó, nhưng Đức làm như thấy rõ ràng, nấu ăn nè, lo giết nè, rửa nhà vệ sinh nè, chùi mông mấy bà già làm luôn. Cái này là không quay phim đó nghe, tắm mấy bà già luôn, làm luôn. Mấy bà già đi phân ra chùi đít mấy bà cụ luôn. Thử cái tâm mình sao, này mà quay lên là người ta xanh mặt luôn đó. Nên từ nó pháp nhân sinh mà quý vị. Bây giờ là xâm nhập cảnh giới luôn rồi đó. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà nó an lạc là được rồi. Nếu mỗi ngày tôi cười là được rồi. Làm gì biết mà cười là được rồi, đúng không? Gặp nhau bình an là được. Đúng không? Nên đó, mình nhớ kỹ nghe, làm sao không biết mà tâm mới bị an là được rồi. Gặp nhau mà không có xin nhau cắt bạc nào được rồi. Không có kêu đưa tiền đây gì được rồi, đúng không? Nó nãy giờ nói chuyện có nghe tiền đây không? Thấy không? Không có tiền đây hay đây tiền. Không có, đúng quý vị. Nó nên từ nó đó mà lâu lâu cái gì cái là nêu lên chương trình này chương trình kia, cái đầu là nói cúng dường cái là nó cắt công đoạn nó liền. Dù gì bao nhiêu câu mày không cắt, mày lựa cắt ngay cái câu đó. Bây giờ không có tiền sao mày sống mày? Bây giờ mày nghĩ đi, 2.000 con người ăn cái gì? Bây giờ mình làm việc này mình cũng là làm việc cho giống như mình là một công dân một cái quốc gia đi, bản thân chúng ta cũng phải gánh vác cùng với đất nước mình chút. Dù là đi tu, đi tu. Bây giờ bao nhiêu bà già này, bây giờ mình cũng gánh vác cái đất nước mình chứ cái gì quý vị? Đi tu mình cũng là một người dân của đất nước mình chứ. Mình cũng phụ với đất nước mình chút việc gì chứ quý vị? Đó. Thấy không? Quý vị, những cái điều này như Đức truyền tải hồi nãy giờ, quý vị thấy có cái gì mà nó xa vời cái gì không? Nó đều là trong cái cuộc sống không à. Để giúp quý vị an tâm trong cái sự tu hành, để đem cái đạo áp dụng trong cái cuộc sống gia đình của mình, để mà sống vui, sống tốt thôi. Chứ có cái gì nói cao xa gì đâu. Còn cái chuyện niệm Phật giảng sanh thì cái chuyện này là mỗi người phát tâm. Còn cái chuyện mà đem cái pháp để áp dụng trong cuộc đời thì cái việc này là đúng rồi, không có sai. Mình đâu có dính vào chính trị, mình đâu có dính vào cái chuyện mà đất nước này, đất nước kia. Ai mà dính vào chuyện đó làm gì? Mình là người tu, mình biết gì đâu mà dính vào chuyện đó. Vì thêm cái đó là những Đức ở một nơi à. Dù người ta có đến đông cỡ nào đi chăng nữa thì những Đức cũng ở một nơi thôi. Những Đức có đi đâu đâu. Nó với thêm cái nữa, mình là người tu á, cái phạm vi mình làm, mình làm ngoài phạm vi mình không có làm chi. Nó giống như có một cái trường đại học, người ta đến, người ta gặp những Đức, người ta nói bây giờ con học ở trường đại học lớn, giờ giảng là 160 người đến học viên lại, trong đó có thầy cô giáo, thầy lợi, thầy giảng dạy làm sao? Tôi giảng làm sao kể tôi, hiểu không? Cái bị giảng lại thì bị tin thì giảng lại, còn không tin thì thôi. Tôi giảng sao kể tôi, được không? Công nhận quý vị, tôi bận quá mà tôi đâu ép quý vị giảng lại đâu, đúng không quý vị? Giảng lại thì tôi nói kệ tôi, nhưng tôi không có đính dính vào cái phạm vi của quý vị thôi à. Nói sao không biết mà người ta trở thành con người vui vẻ, con người có phước, con người có duyên, con người có đức, để mà học cái ngành đó để ra con người phước đức là được rồi đó. Vậy đâu khó quý vị, thấy không? Nên từ nơi đó mà quý vị thấy bà pháp hay không? Hay không? Quý vị gặp những Đức là quý vị thấy bà pháp hay à? Đúng không? Tự tại đắp y chị sẽ bà pháp xong một chút, thay y ra trở thành người bình thường, chạy tung tăng chơi vậy đó. Quý vị chưa thấy đó quý vị, mà nếu mà mỗi ngày bị bên cạnh những Đức mà bị quay phim lại, bây giờ thấy những Đức là con người gì quý vị cũng không hiểu nổi luôn. Khi những Đức chạy xe đạp nha quý vị, chứ đạo như lặng chơi, không có ông thầy nào mà giảng pháp mà nổi tiếng mà làm kỳ cục gì chứ. Nhưng Đức còn thấy Nhân Đức không biết Nhân Đức là ai luôn, kỳ cục ghê. Chứ đạo lặng chơi vậy đó, không lặng gặp ông già lũi thắng ké chơi vậy đó. Cái gan nít ngày xưa đó, tôi thích làm lão ngoan đồng, hiểu không? Nhân Đức nói vị nghe, người ta đa phần người ta bị cái bệnh gọi là bệnh nghề nghiệp. Bây giờ ta là cái gì rồi? Ta phải... À chứ à?
Cái quan trọng là quý vị làm được việc này thôi. Còn cái chuyện của cuộc sống quý vị là cái việc, quý vị phải hoạt bát trong cuộc sống. Quý vị èn chi vậy? Bây giờ ví dụ như quý vị làm ngành bên tòa án thì quý vị lúc lên tòa án này nghiêm, nhưng bước xuống gọi bình thường. Quý vị làm bác sĩ thì lúc mà trị bệnh thì nghiêm túc, còn lúc quý vị nói chuyện với người ta thì bình thường. Cái nghề nghiệp gì? Quý vị làm công an, công an thì làm công an. Phéo. Sao? Nhưng khi mình bước về gia đình mình bình thường, mình khi mà mình trở lại con người bình thường thì mình là người bình thường. Đến chi mình đừng có bị dính vào nghề nghiệp. Ngồi suy nghĩ đi, phải không? Mình làm, mình dạy học, mình là thầy giáo mà gọi là đại học gì đi chăng nữa, nhưng mình trở lại bình thường, mình phải là bình thường đến chi, để người ta gần gũi mình. Khi người ta gần gũi mình mới học được cái gần gũi đó, rồi mình mới đem cái giáo án đó mình dạy cho người ta nó xác thực. Chứ mình đi dính vô bệnh nghề nghiệp chi? Người ta nói bây giờ người ta phải đáp y rồi, ta làm thầy rồi, nổi tiếng rồi. Dạ con chào thầy. Thầy chào con. Ôi nhìn thầy quá oai nghi, con đâu có thiện căn được như thầy. Mệt ghê. Nhận đức thì sao quý vị coi? Bình thường xong bước ra ta gặp đức, chào thầy, ha, chào con. Đi xe đạp, chạy ngào tử, chào vị nghe, chúc vị vui vẻ không? Ơi, thấy không? Tại sao? Tại sao làm được việc lớn? Tại vì những giây phút phải hạ mình xuống để nó giúp cho tâm trạng mình thoải mái, an lạc, nhẹ nhàng, rồi mình mới tích tụ được một cái nguồn năng lượng. Khi mình lên mình giải quyết vấn đề việc lớn thì mình làm được. Mình làm cái ngành nào cũng vậy, đừng bao giờ cho cái ngành này mà nó nghiêm. Nghiêm rồi mình có năng lượng đâu. Mình nghiêm quá bản thân mình sẽ nặng nề. Mình có năng lượng rồi mình làm việc lớn. Mình phải có những giây phút mình giãn mình ra, nó kéo giãn ra để nó nhẹ nhàng lại, thì nó mới tích tụ một cái nguồn năng lượng cho mình thành công cái việc lớn. Cái này là cái rất là quan trọng. Nên tại sao Như Đức làm bao nhiêu việc mà Như Đức vui được? Là vì ngay Như Đức kéo biết cái cách kéo giãn đội hình ra, giúp cho tâm trạng mình an lạc, vui vẻ. Như là trẻ con không suy nghĩ gì. Quý vị làm trẻ con không suy nghĩ gì thì bị đặc biệt lắm. Đứa con nít mới sanh ra vì thấy không? Nhìn đứa con nít sao bị ghét được? Tại vì nó quá đơn thuần. Tại sao con người mà nhiều người thương yêu? Vì đơn thuần, bình thường. Nó hôm qua có cái bà kia, bà là bác sĩ bên răng, hàm, răng, miệng gì đó. Bà nói bà là bác sĩ giỏi, bà làm răng là đẹp dữ lắm. Con nghe nói thầy hô hoài con lỡ đây. Con xin làm răng lại cho thầy cho nó đẹp, cho đừng có hôn. Nhưng Đức nói bà muốn giết tôi, muốn hại tôi. Nói trời, thầy sao thầy nói kỳ với thầy. Thầy nói tội con chết luôn. Con nghe pháp thầy giảng, con quý thầy dữ lắm thầy ơi thầy. Nói thiệt thầy, con ao ước gì con làm răng lại lỡ cho thầy, đừng có hôn nữa. Con mà làm rồi là thầy đẹp trai hết sảy. Nhưng Đức nói khỏi cằn, tôi thích hôn đó rồi được không? Bà biết tôi nổi tiếng là nhờ từ đâu không? Ồ đã. Tôi nổi tiếng là ngay cái mô đấy. Bà muốn hạ cái mô này hả? Bà hạ cái mô này làm sao nổi tiếng nữa? Đúng quý vị? Cái duyên người ta sanh ra là ngay cái điểm đó của người ta. Mà bà hạ cái điểm này xuống là kể như là tiêu. Là vừa làm răng lại một cái là gòi xong lên là không còn cái gì tự nhiên nữa chứ. Muốn hại mình mà quý vị. Không? Nên những đức nói vị là người tu, người niệm Phật. Nghe vị, những đức nói với vị nghe, quý vị trong cái khuyết nào là lấy cái khuyết đó khai quật lên. Khuyết chỗ nào khai quật chỗ nấy. Người què khai quật cái què lên. Vì ít có ai què giống mình, mà mình là người què mà sống hoạt bát vui vẻ thì khai quật cái què lên. Ít ai lé, mình lé mà mình khai quật cái lé lên. Mình lé mà mình vui nên nhiều người ngưỡng mộ mình. Nó mình cụt tay, mình khai quạt cái cụt tay lên để nó thấy mình cụt tay mà hoạt bát, mình cụt tay mà sống an nhàn, mình cụt tay mà mình không khổ đau. Người ta nhìn từ mình mà người ta học theo. Nên cái gì bị khuyết là khai quạt cho nó lên.
Nó bị lùn thì khai quật cái lùn lên. Đừng có bao giờ mà bị mặc cảm với cái lùn. Mọi vị phải thường nói bị lùn, lùn. Đấy, viết từ từ khai quật cái lùn lên liền. Như những đức nè, cứ nói hô hoài, vậy mà nổi tiếng ngay cái hô. Kinh chưa? Ngay hô luôn. Thấy chưa? Nó nên à, từ nơi đó mà đó là những điều Phật pháp như Đức chia sẻ vì xác thực nhất rồi đó. Nên nhớ kỹ nghe, đúng sai tự biết. Bản thân mỗi người phải nhận thức được cái đúng cái sai của chính mình, tự mình biết đi. Đặt mình vào người thì chúng ta sẽ thấy mọi việc nó có cái khó. Đúng quý vị? Có khó mà. Ví dụ mình không đẻ, mình đặt vào người ta đẻ, mình sẽ biết người ta đẻ khó. Mình không làm vợ, mình đặt vào làm vợ, mình sẽ thấy làm vợ khó. Mình không nấu ăn, mình đặt vào nấu ăn, biết nấu ăn khó. Đừng có xem thường phụ nữ, là người ta làm việc rất là tầm thường, mình làm nó thấy khó đó. Việc đàn ông cũng có cái khó, nên hai bên đều có khó. Nên chúng ta ngồi lại với nhau để mà chúng ta cởi mở thông cảm cho nhau. Vậy thì quý vị sẽ đặc biệt lắm. Chúc vị an lạc vị ơi. A Di Đà Phật. Cười lên cái coi. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị ơi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.